Xin kính chào quý vị, không khí lạnh đã tràn về miền Bắc khiến trời chuyển lạnh, vùng núi còn chuyển rét. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm phổ biến ở ngưỡng là từ 17 cho đến 20 độ. Tại khu vực vùng núi Bắc Bộ là từ 15 cho đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ thì không quá thấp, nhưng đáng lưu ý đợt này là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông sẽ đưa gió từ đông nam ẩm vào. Vì vậy, các tỉnh đồng bằng và ven biển sẽ có mưa phùn và sương mù rải rác, ảnh hưởng xấu đến hoạt động giao thông và sản xuất. Còn đối với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, do ít chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông, nên thời tiết chỉ âm u vào sáng sớm, trưa chiều có lúc hửng nắng. Cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông tầng thấp nên các tỉnh Bắc Trung Bộ trong hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rào và mưa nhỏ. Do có mưa kết hợp với gió đông bắc nên nhiệt tại đây chỉ phổ biến là từ 24 cho đến 27 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh còn lại của Trung Bộ từ Quảng Trị cho đến Bình Thuận chỉ xuất hiện ở một vài nơi có mưa, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng là từ 30 cho đến 33 độ. Từ giữa tháng Giêng tới đầu tháng 2 âm lịch, các vườn bưởi ở huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh hoa nở trắng muốt. Đó cũng là lúc người dân tất bật với công việc thụ phấn bổ sung cho hoa, giúp cây bưởi tăng tỷ lệ đậu quả. Để thụ phấn bổ sung cho hoa bưởi, người dân lấy phấn của cây bưởi chua, trồng bằng hạt, quét lên nhụy hoa của cây bưởi đường. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mẩn, kiên trì của nông dân. Dự báo thời tiết có thể diễn biến bất lợi do mưa rét, vì vậy người dân nên hái hoa bưởi chua sớm và dùng bóng đèn sấy khô để hoa tung phấn, từ đó việc thụ phấn sẽ có hiệu quả hơn. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối khí khô nóng nên trong những thời kỳ ngày tới đây sẽ tiếp tục duy trì tình trạng nắng mạnh, nên nhiệt độ cao nhất tại khu vực Nam Bộ phổ biến ở ngưỡng là từ 31 cho đến 34 độ, riêng miền Đông Nam Bộ là từ 35 cho đến 37 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng là từ 30 cho đến 33 độ. Do đang là thời điểm giữa mùa khô nên mọi người cần nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con.